là chỗ này phải bắn lực bao nhiêu nữa. Chắc là 80 thôi. Xuyên giáp bảo kích kìa. Trúng không? Ngọc phát rồi nhưng vấn đề có trúng không? Rồi 5k máu rồi. Rất là tuyệt vời. Quá kinh. Alo, xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái arc. Bạn này tên là Ngọc Nhi ở server 157 gà Seco. Ok, cái arc này là một cái arc nó rất là bình thường. Các bạn nhìn lực chiến cũng rất là bình thường. 15.200 hạng 70. Ai mà thứ hạng cũng khá là cao hơn server ở đấy. 70 như vậy là cũng khá là ok. Nhưng cái vấn đề của hôm nay ấy, cái arc này nó tuy là lực chiến nó cũng bình thường thôi, nhưng mà các bạn vào xem pet các bạn sẽ thấy một con pet rất là đẹp, rất là nhỏ bé xinh xắn. Ok, con pet rắn này, hôm nay chúng ta sẽ review con pet rắn này. Thực ra là con pet rắn này nó chưa có nhiều skin cho lắm, bởi vì là nó mới mở được cái giai đoạn là pet uy lực thôi. Sau này lên rèn luyện và thức tỉnh thì nó sẽ ra nhiều skin hơn đây. Những hai cái này mình chưa mở được. Thì tuy nhiên là cái con pet này khi mà nó chưa thức tỉnh, chưa biến dạng á, thì nhìn nó rất là xinh xắn. Sau này mà nó lớn lên thì nhìn kinh khủng lắm, mình cũng nhìn nó rất là sợ. Rồi nhưng mà khi nó bé thì nhìn nó rất là đơn giản, nhìn nó như con Jun ấy, Jun vàng. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà nói chung là nhìn con pet này nó rất là xinh. Rồi, chúng ta đi xem Ngọc. Xuyên giáp xanh à? Xuyên giáp hạt nhân liên kích. Bạn này không mua thần báo luôn à? Ừ, mình cũng không đánh giá cao thần báo, không cần lấy cũng được. Nhưng mà bạn không nên đeo cái sát thương ấy nha. Sát thương tăng ít, nói chung là tăng ít đam lắm. Bạn nên thay vào bằng một cái ban phúc này, nó sẽ hay hơn. Ban phúc tím thì nó sẽ hay hơn. Đúng không nhỉ? Tấn công nó sẽ hay hơn nhiều so với sát thương. Rồi, chúng ta sẽ xem tu luyện nào. Tấn công 41, phòng thủ 36, nhanh nhẹn 42. Công nhanh nhẹn với cả công cứ tăng lên trước, còn phòng thủ thì để sau cũng được. May mắn với cả HP cũng để sau cũng được. Thuộc tính xem ra xem nào. Bạn này bắn được 144 rồi đây. Thể lực 287, nhanh nhẹn khá là cao, sát thương 1.500. Giáp 760, giáp bạn hơi yếu nhá, bạn nên nâng giáp lên. Áo mấy bạn này bazooka. Rất là may mắn khi mình mượn được cái arc này thì nó vừa kịp có bazooka còn 3 ngày. Rồi ok, mới cộng 12 thôi. Lực chiến như này là rất là ok trong cái tầm level 45 rồi. Và hạng 70 thì trong server này sẽ rất là ok. Đây là một server mới, server 157. Cũng tương đối mới, không phải là rất mới. Ok, chúng ta sẽ đi vào xem một vài trận xem là đi cùng con pet rắn này liệu nó có trợ giúp gì cho ác không. Nhìn pet rắn rất là hay đấy. Thế nên là lúc mà mình mượn ác như này, mình sẽ mượn được những cái ác mà có những con pet nó rất là hay. Mỗi ác có một loại pet khác nhau. Rồi tôi trước luôn. Ôi con dòng kia biến dạng rồi kìa. Đang thử một phát xem nào. Tên đầu tiên nó bắn chán nhỉ? Thử xem bắn này bắn như nào. Ui, đúng rồi kìa. Chúng ta sẽ thử một bún bao luôn xem là có được không. Chỗ này mình sẽ bắn hơn 70 một chút đi, 74 đi, 73. Ui rồi Ngọc kìa, báo kích liên kích kìa. Xôi, chết luôn. Ui rồi còn thừa một tia. Ôi, con pet rắn này hiệu ứng hình ảnh của nó rất là đẹp ấy. Các bạn vừa thấy nó. Của đấy mình quay đi nhanh quá. Thế nữa mình sẽ cho các bạn xem lại. Cái bazooka thì rất là đẹp rồi. Bazooka cộng 12 này. Bắn bình thường thì cũng ấy thôi, nhưng mà khi power thì nhìn nó hồng hồng rất là đẹp. Còn khi mà lên cộng 15 rồi nhìn nó không đẹp như này nữa. Thế chúng ta sẽ đến với một bạn tiếp theo. Cầm lưu gạch. Pet dòng bạn này cũng biến dạng rồi đây.
đây, có vẻ sự thèm muốn đang lên cơn rồi. Sao bạn sao lại không biết là lực bao nhiêu 62 liên kích rồi, 800 máu một tia. Úi giời, con rắn nhìn bé tẹo nhìn hay vãi. Con rắn này rất là xinh. Ôi, nhìn con rồng kia to đúng ấy, to như người. Liên kích rồi. Bạn chỉ cần cho mình một bao đây là mình sẽ cho bạn biết thế nào gọi là pet rắn nhá. Con pet rắn này rất là đẹp các bạn ạ. Mình thực sự đánh giá cao cái hiệu ứng hình ảnh con pet rắn ấy. Ui, hay thế nhở. Nào bắn đi nào, thể hiện bản lĩnh đàn ông đi xem nào. Bắn này, bắn cái này thì lại vào tường rồi. Biến ngay mà. Rồi mình sẽ cho bạn một quả full power. À full dam nhầm. Ngọc gì không? Không ngọc gì. Ô mít kìa. Sau cái tầm sát thương của Bazooka nó hẹp nhỉ, mình bắn sát vào người nhưng mà không trúng à? Hay nhỉ. Rồi bạn này sẽ có một turn nữa, một turn full power xem có chết được không. Cũng 1-4-4 luôn. Lu gạch mà nhanh nhẹn khá là cao đấy. Không ngọc gì phát ra rồi. Mình đã để cho bạn rất là nhiều cơ hội. Mình đã để cho bạn rất là nhiều cơ hội rồi. Giờ mình không thể đương tay được nữa. Rồi. Mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây thôi. Mình đã cho bạn quá nhiều cơ hội rồi mà bạn vẫn không trúng một tơn nào. Ai đời bắn cả trận không chết, không trúng một tơn nào bao giờ. Con rắn bay xoáy nhìn rất hay, mình thấy thích thế nhỉ. Con rắn thì đẹp thế. Pet rắn thì nó khó kiếm hơn pet rồng một tí, rồng thì rất là dễ kiếm rồi, rất là dễ lên sao. Event tuần nào cũng có, tuần này lại tiếp tục một cái event gì nhỉ, mở dương vàng. Mở dương vàng 100 lần được 2 mảnh rồng mỗi ngày. Nếu bạn nào mà thừa vàng mà muốn up dòng lên thì tuần này tuần đáng để làm đi. Mỗi ngày bỏ ra 450.000 vàng là có thể sở hữu 2 mảnh dòng. Một tuần làm full thì là một bạn bên gà mình sẽ bỏ đấy. Đây, bỏ ra cái góc này là họ sẽ khó bắn chúng này. Một nghìn sáu bão kích. Bọn này là cầm lưu gạch. Ơ sao bỏ tơn. Sao bỏ tơn nhỉ. Mình cứ bắn chay thôi. Có vẻ là bạn này bị lag rồi. Nên là bỏ tơn liên tội này. Hình như là vào đấy, đăng nhập vào game đấy. Tình hình lạnh quá các bạn, ở ngoài trời đang lạnh. Không biết là ở chỗ các bạn như thế nào nhưng mà chỗ mình hôm qua vừa mới mưa xong nên là rất là lạnh. Bây giờ mà áo khoác lạnh quá. Rồi xem bạn để bắn như nào đây, có vẻ là vào được game rồi đấy. Đúng như mình đoán rồi, kiểu im như này là đúng là bị đít mạng rồi. Thấy trời lạnh mình bị, các bạn nghe giọng mình chắc là sẽ thấy nó hơi biến dạng một chút đấy. Hỏi chấm cái gì, bắn nhanh lên. Ai da. Tại sao server mới các bạn cứ thích nuôi pet gà làm gì nhỉ. Ơ sao có tơn kìa. Rồi full dam rồi.
ra pet rắn là một con pet mà nó thiên về, à vừa nãy mình quên mình không nói, con pet rắn là một con pet thiên về phòng thủ. Một trận full bán chay, cả trận mình chỉ bán chay, cơ bản người ta bị lát. Con rắn thì nó rất là đẹp đấy, không biết là lên cái rèn luyện thì nhìn nó cũng hơi khác khác chút này, nhìn nó không còn xinh xắn như này nữa, rất là cute. Nhưng mà nó hơi bé, nhìn nó trong khi vua thì nhìn nó có vẻ là hơi bé so với những con pet khác. Bữa nay các bạn nhìn so với con rồng thì nhìn nó khác hẳn đấy. Con xếp vào này lắm cộng 15 đấy nhỉ. Bạn pet gà mình sẽ bỏ tặng lên đây. Góc cao nhất là góc bao nhiêu? 72. Đây mình bắn tặng góc lực 77 đi xem chúng không. 78 rồi. Bắn đùa. Ơ sao bắn xa thế nhỉ? Đây là 15. Rồi, một tên bay xa. Có tên không? Ở bên này là sẽ có tên. Đào. Full ram à? Xuyên ra bò đấy, ngọc xuyên ra là một ngọc, một cái ngọc mà rất nên mua. Bạo kích rồi, ôi, phát ngọc ghê thế nhỉ, rất là tuyệt vời đấy. Đang này hạng 70 trong server mà con pet thì nó chưa lên pet uy lực, mà hạng 70 thì thực sự là bạn này cây ác cũng khá là kinh đấy. Đây khá là kinh. Vừa nãy còn ăn được cả cái anh cầm pet rồng đấy cơ mà, rồng rèn luyện cơ mà. Ôi level 50 rồi. Bazooka dát vàng luôn. Căng nhỉ. Heal rồi. Đấy. Thanh niên dùng heal thì khá là nguy hiểm đấy. Sao chúng ta vẫn sẽ chờ đợi. Không phát ngọc gì thì vẫn có cơ hội ăn mà. Rồi hạt ngân rồi. Tức là mình sẽ có 2 tơn. Vậy là sẽ có 2 tơn để bắn. Chúng ta sẽ bắn được gì đây? Okay. Con này bắn lực 85 đi. Đúng không? Rất chính xác, nhưng mà không phát ngọc gì. Full dam xem nào. Nhẹ em một chút đi. Gió mạnh hơn à. Nhẹ em một chút. Ngọc gì không. Rất là đáng tiếc, không ngọc gì phát ra. Crit không. Ui, 1.200 máu một tia, anh này khá là trâu ấy. Không biết là hạng mấy trong server. Vậy là anh này lại có 2 turn rồi. To luôn. Rất là kinh khủng. Một tia. Rồi một tên bắn không chính xác. Vậy là mình được ăn được trận này nhỉ. Bạo kích hạt nhân. Mình sợ là không trúng ấy. Ôi, rất chính xác, mày thế. Ô kìa. Không chết mới đáng lòng ạ. Sao anh này bắn kiểu gì đây? Rồi, lại 1-4 pow tiếp, không biết là trúng không đây mà. Anh này cứ pow liên tục rồi, không thèm cấp tơn. Vì sao mình lại thích đeo dẫn dắt? Phát như này là phải dùng dẫn dắt đây.
sao mình lại phải đeo dẫn dắt để đấy hạt nhân kìa. Đấy. Thực ra là mình bắn vẫn trúng thôi, mình dùng dẫn dắt để cho nó hay mà. Thực ra bắn vẫn trúng mà. Khi mà người ta đứng ở mép á, cái góc như này này mà các bạn bắn siêu cao là vẫn rất có thể là bắn ngay sát mặt người ta nhé. Bình thường nếu mà có đất bằng phẳng thì không sao, nhưng mà nếu như anh đấy lúc đứng ở đấy, nếu mình bắn đằng sau thì không sao, nhưng mình bắn sát mặt người ta mà bắn đằng trước thì sẽ rất là tiếc những cái tên đấy, nên là các bạn nên đeo một cái dẫn dắt này đi này. Thực ra là chưa có, các bạn đợi chút nhé. Ok, chúng ta vẫn đang trong trận chiến. Boss bắn từ nãy giờ là không chết nên là chúng ta vẫn có thể bắn tiếp được. Chỗ này là góc nó sẽ mít đằng sau một chút hay sao. À, trúng rồi đấy. Đấy thì vừa nãy mình đang nói về cái vấn đề là cầm dẫn dắt, tại sao mình chỉ cầm một băng một dẫn dắt đi đấy, những cái kia như thế là mình sẽ bắn những cái phát mà người ta còn chấm máu, thế mình sẽ dùng dẫn dắt. Bởi vì sao? Đấy không phải là mình bắn không trúng mà là có thể là vì một lý do nào đấy, ví dụ như là không phải là vì mình bắn không trúng nhá, thì như vừa nãy mình nói cũng có thể là họ đứng ở sát ở mép đấy mà mình bắn sát mặt họ. Bởi vì gió là không phải là gió lúc nào nó cũng tròn 3.5, 2.5 hay là 2, mà có thể là nó sẽ chênh lệch một ít đấy. Đương nhiên là mình bắn không phải là gió nào mình bắn được, có thể lệch đi một tí là mình cũng chủ quan, mình bắn nguyên lực nên là sẽ không. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ như là không phải lỗi của mình mà là do lỗi của máy, ví dụ nó giật phát. Các bạn đang các bạn chơi Gunny có bao giờ thấy tiên nhân đang bắn mà tiên nhân máy giạc đấy, máy nó giật khựng một phát không, khi mà đang kéo lực ấy? Rất là chính xác, nhưng boss không chết, được nửa cây máu đấy. Thì đấy, đôi khi là mình sẽ gặp những trường hợp mà mình thua rất là tiếc, mà họ có một tí máu chẳng tội gì mình không dùng dẫn dắt cả, phải không? Ít khi mà băng thì ít khi dùng đến hai băng lắm. Băng thì ít khi nào mình phải dùng đến hai băng, nên là tốt nhất là cứ mang một băng một dẫn dắt đi là. Thế nhưng quả đấy mình bắn đúng rồi, hơi mít đằng trước một tí, gió ngược. Đấy, đôi khi mình cứ nghĩ là góc 45 nó không ảnh hưởng với gió, nhưng mà nó ra ngoài một màn hình là nó cũng lệch đấy. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Ra ngoài một màn hình là góc 45 vẫn bị ảnh hưởng một chút đấy. Nhiều khi mình cứ chủ quan, mình bắn nguyên góc nguyên lực. Đấy, thế nên là mình vì sao mình lại mang một băng một dẫn dắt đi. Người ta còn tí máu chả tội gì mình không nên thể hiện làm gì. Mình bắn có phải thuộc dạng mà bách phát bách trúng đâu mà mình có thể tự tin. Mà thực ra là mình mang dẫn dắt không phải chủ yếu là để không phải là để bắn những cái tơ như thế, mà thực ra là nó vì một lý do khác. Thì thực sự là từ hôm mà mình làm, lúc bắt đầu làm clip này, mình chưa có cơ hội để dùng cái chiến thuật đấy. Là đôi khi á, người ta đứng vào những cái góc mà đang nói mình phải dừng lại luôn, nói đi. Đôi khi mà họ đứng vào cái góc mà mình rất là khó bắn. À không, không phải khó bắn mà là không bắn được. Ví dụ họ đứng ở một cái vị trí mà có chỗ che chắn ấy. Ví dụ các bạn bắn ở map ẩm thực ấy, thì nó có rất là nhiều chỗ mà đối phương có thể trốn ở dưới đấy ấy. Hay là đơn giản hơn là cái map Brazil. Thực ra Gunny Mobile này rất là ít map. Ví dụ như map Brazil ấy, thì khi mà đối thủ trốn để hồi máu ấy,
chúng ta có thể dùng dẫn dắt Paul để có thể kết thúc nhanh trận đấu. Nếu các bạn mà để ý thì tầm 1 năm trước mình có đăng một cái clip là đi cái giải siêu cấp. Một trận trong giải siêu cấp mình đi mất 20 phút chỉ vì là đối thủ cứ hồi máu. 1 năm trước các bạn. Lúc đấy mình đăng clip lên là mình chỉ quay vui thôi, xong rồi mình đăng lên là bởi trận đấy là trận rất là đặc biệt. Đợt đấy thì mình cũng thích quay clip lên server ấy lắm, nhưng mà mình đăng nó không nội dung gì ấy. Kiểu đi giải siêu cấp này lúc đấy mình vớ được cái kiểu lúc mình chơi Gunny này, thấy có một số bạn cũng quay clip này, thì mình cũng thử tập theo, mình cũng thử tải một cái phần mềm quay clip về, quay video màn hình về. Xong rồi trận nào đi lên server mình cũng quay clip thôi, nhưng mà mình không đăng. Bởi vì là mình quay thế nó chẳng có nội dung gì đăng lên cũng, mình nghĩ là chả ai xem nên là mình chỉ lưu máy cho máy đầy. Có thể là hôm thôi mình sẽ không nói nữa, mình sẽ tập trung vào luôn. Con này level 41 này. Con này mình sẽ test thử xem là hai quả này có phát ngọc không. Không phát ngọc thì không thể chết được đối thủ. Đấy cũng còn chấm máu đấy, nếu phát ngọc thì chắc chắn là chết rồi. Thế sao không cướp tơn để bắn nhỉ? Tại sao bạn này không cướp tơ để bắn nhỉ? Bắn tơ này nhỉ? Ok. Rất là đơn giản. Có thể hôm nào đó mình sẽ cho các bạn xem. Trong máy mình rất là nhiều clip từ một năm trước mình quay rất là nhiều luôn. Và nó chỉ mình quay lại cho vui thôi, ngày nào cũng quay, không có gì để đăng. Thì hôm đấy có một cái trận đặc biệt nhất là nó kéo dài 20 phút. Đối thủ cứ, nếu mà các bạn thấy tò mò thì các bạn có thể vào trang vào kênh của mình nhé. Nếu các bạn thấy tò mò thì có thể vào kênh của mình nhé. Thật nhiên rồi, đúng không? Có một trận đốt thời gian với giải siêu cấp lên server, trận đấy kéo dài 20 phút. Mình đăng lên lúc đấy mình đăng lên cũng không nghĩ là có ai xem đâu. Xong rồi cái đợt vừa rồi mình vào xem lại thì giật mình. Cái clip đấy lên hơn 1.000 lượt xem. Thế là quyết định sẽ quay lại game. Cơ bản là game đợt này nó cũng mình cũng thấy là nó chơi hết không còn nhiều lỗi như ngày trước. Là cũng quyết định chơi lại game. Anh em trong vui cũng rủ rất nhiều. Vì mình không chơi game nữa nhưng mà vẫn liên hệ với các anh em trong vui mà. Kiểu như có một cái Facebook vui ấy, thì mình cứ hay comment trong đấy thôi. Thì nhiều người bạn thân thì họ vẫn bảo là chơi lại game đi. Thì mình cứ bảo là bây giờ chơi lại game chả có ác. Mà cái ác cũ thì nó yếu quá rồi, bây giờ chơi thì bây giờ mà các bạn cứ thử tưởng tượng các bạn bỏ game đến 6-7 tháng đi, các bạn quay lại. Bởi vì cơ bản là max level nhá. Nếu các bạn nào bỏ từ level 30 các bạn nâng lên thì cũng chẳng sao. Nhưng mà đây là level 60 rồi. Lực chiến đi 20.000 thì ở server mình á. Mình sẽ đam full luôn. Xem ác này có phát được ngọc không? Hình như là hơi nhẹ. Rồi, đúng là hơi nhẹ. Gió mạnh kia mình bắn mày cho đây là 12. Đấy thì đang nói tiếp. Mình sẽ nói tiếp về cái lúc mà mình chuẩn bị quay lại game thì lúc ấy mình bảo là bây giờ không có ác mà cái ác cũ thì nó bạn này cầm phi tiêu mà không cướp được tơn nhỉ? Phi tiêu nhanh nhẹn cao thật nhưng mà các bạn cầm bắn người khác thì như gãi ấy. Giảm xa rồi. Chỗ này mình bắn mạnh hơn một chút đi, 72 đi. Cái gì đây? Không biết là bắn cái gì.
tục vẫn là một tên nam trai. Thế sao mình bắn ngu người nhỉ? Trận này mình sẽ tập trung vào bắn, không nói nhiều nữa. Có thể tên này sẽ kick power được bạn đấy, nhưng mà thôi mình cứ bắn. Chỗ này phải bắn lên 74 này. Nhiều khi mình cứ nói nhiều là góc không biết là linh tinh hết cả lên. Đấy thì anh em trong vui bảo là quan trọng là mày có muốn chơi không, chứ còn ác thì anh em thiếu gì. Ui, màu rất là đẹp đấy các bạn ạ, nhưng mà khá là yếu, chỉ 1000 máu một tia. Bây giờ mình sẽ bắn góc thấp thôi. Đây, đằng trước mặt họ có một cái vực này, nếu mình bắn sẽ rất là dễ mít vào đấy. Thế này nó vẫn mít cơ. Mình bắn góc thấp nó sẽ dễ trúng hơn. Nhưng mà ở đây mình vừa thể hiện cái trình độ là bắn vẫn mít. Sao không thoát ra ngay từ đầu đi? Tại sao không thoát ra ngay từ đầu đi? Đấy thì mình quay lại thôi. Xong rồi mượn được một cái ác. À đâu, xin được một cái ác. Đầu tiên là ác đại ca lát đấy. Nếu mà nào xem clip của mình biết cái clip quay trở lại game ấy, thì là mình dùng đã đại ca lát. Xong rồi ác đấy là pet mầm 4 sao và chưa thức tỉnh. Level 40 nhưng chưa thức tỉnh vì là chưa có mũ. Nhưng mà đợt vừa rồi thì mình lại chuyển cái ác đấy cho một người bạn nữ của mình. Anh đấy cũng chơi và bây giờ cái ác đấy đã lên 5 sao và lên thức tỉnh rồi. Đấy, lực chiến là cũng 41.000 rồi. Đấy, sau đấy thì lại được cấp thêm một cái ác pet heal đấy. Cái thời gian mà ác cái game bị lỗi ấy, cái thời gian mà phiên bản mới, cái phiên bản bắt đầu phiên bản đập đá cường hóa hên xui ấy, cái phiên bản đấy lúc mà ra là mọi người bỏ game khá nhiều. Một phần là cường hóa mít hết này thì bỏ đi, là cái ác như cái ác đấy gần như là bỏ, không ai chơi được nữa, không ai được chơi được những cái ác đấy nữa. Còn có những ác thì bỏ đơn giản vì là không thể chịu được cái phiên bản đấy thôi. Thì những cái ác mà có cái thứ hạng khá cao trong server ấy, như cái ác của mình ấy, ngày trước là cũng giữ vững ở cái tầm 50-60 trong server luôn, giữ vững trong cái khoảng đấy luôn. Rồi còn cái ác đại ca lát kia thì cao lực chiến hơn, đại ca lát đấy lực chiến cao hơn. Cái đoạn vừa rồi mình nói nhiều mà gặp toàn boss. Đây, gặp người đấy, bạn này vào 44, pet gà. Mình sẽ bắn tên một tên chay để kích power bạn đấy, xem bạn đấy có power chết mình. Lưu gạch cộng 15 rồi kìa, xuyên giáp đang full có phải là ngon không? Bây giờ bạn ấy power ngược lại mà phát ngọc thì thôi rồi, không có góc, không có thấp thì xem bạn ấy bắn như nào đây. Trúng, rồi không phát ngọc gì. Mình sẽ bắn một tên chay được nhỉ? À thôi, full power đi. Chúng ta sẽ ăn chắc mặc bền. Vì sao phải full power? Vì nhớ bắn ra một tên hạt nhân là họ lại bắn lại tiếp. Nó sẽ rất là phí cái tên, phí cái trận này. Ôi, 1600 máu tiêu. Các bạn để ý là power của Bazooka nhá, sát thương của nó thì cao đấy, nhưng mà kể cả crit, nếu các bạn mà bắn crit thì nó sát thương nó cũng tăng khá là cao, cao hơn so với lưu gạch, lựu đạn với cả kể cả lựu đạn. Mình để ý không biết là có đúng hay không, cái trước mình để ý thì lựu đạn crit sẽ cao hơn là lưu gạch, nhưng mà mỗi bội là power của Bazooka là sẽ yếu hơn lưu gạch. Ủa, level 48 pet dòng kìa. Bazooka 15. Bazooka cộng 15 luôn. Xuyên giáp. Sẽ là một tên full power luôn này. Mình không rõ là
là chỗ này phải bắn lực bao nhiêu nữa. Chắc là 80 thôi. Xuyên giáp bảo kích kìa. Trúng không? Ngọc phát rồi nhưng vấn đề là có trúng không? Rồi 5k máu rồi. Rất là tuyệt vời. Quá kinh. Ngọc phát như này hỏi sao? Không biết là do cái gì nhưng mà đôi khi mình cầm hack của các bạn để đi trong world, trong server này thì mình thấy là clip nào cũng rất là hên. Rất là may mắn khi bắn là rất là may mắn. Mình cầm hack mà mình cần phát ngọc phát là nó sẽ phát ngọc. Nếu trận nào cần phát ngọc là nó sẽ phát ngọc. Không hiểu là tại sao. Liệu có phải là một sự sắp đặt của Winner Game không? Cung à, đam này. Cái này hơn 70 trước này. 75. Đấy, trúng mà. Đấy, chiều hôm nay mình vừa mới làm một clip về giỏ đồ ấy. À đấy. Cái clip này thì mình quay vào cái hôm làm clip giỏ đồ nhá. Có thể lúc các bạn xem xong xem cái clip này thì nó đã là mấy ngày trước là sau rồi. Thì cái clip giỏ đồ là mình đăng được mấy ngày trước. Giỏ đồ thì bắn credit cũng bình thường thôi. May mắn cao nhưng credit không nhiều. Được cái nhanh nhẹn nó cao nhưng mà sát thương cũng chẳng có. Credit thì cũng không nhiều. Được cái chỉ được mỗi cái là hiệu ứng nó đẹp. Lama hơi nhiều. Mình sẽ bắn thêm một vài trận nữa. Bắn thêm một vài trận nữa rồi nghỉ thôi. Bắn pet rắn thì quá là đẹp rồi. Đầu clip mình chậm trồ rồi đấy. Không biết là lên rèn luyện thì liệu nó có đẹp được như thế nữa không. Và server mình thì cũng ít rắn thôi. Không có. Có một bạn cũng được chiến 45.000 là cũng dùng rắn thức tỉnh rồi. Nhưng mà cơ bản là nó 2 sao nên bạn ấy cũng không dùng mấy. Bây giờ bạn ấy đang dùng con pet mập 5 sao. Con rắn thức tỉnh thì nhìn nó rất là kinh khủng. Quá to so với quy định. Sau trận này mình sẽ ra xem là bắn được bao nhiêu trận rồi thì mình sẽ nghỉ thôi. Sao lại cứ bắn như thế nhỉ? Ngáo có mức độ thôi chứ. Rồi, boss bắn cũng ngáo như mình. Sau nãy mình bắn nhẹ hơn rồi mà sao nó vẫn không trúng nhỉ? Bảo kích. Trúng không? Chết luôn máy thế nhỉ? Xem được 3 trận rồi. Thực ra clip này mà nói là review pet rắn thì cũng không phải. Chỉ là đơn giản là cầm một ác mà lực chiến nó bình thường. Không phải là cao, nếu mà cao thì cũng không phải là không cao. Thứ hạng trong server thì là 70 là cao rồi. Ok, mình sẽ đi thêm 3 trận nữa. Về thứ hạng trong server thì cao rồi. Review về pet rắn thì cũng không phải, vì là pet rắn này nó cũng chưa có nhiều skin để mình có thể test được. Khi nào mượn hẳn được một cái ác mà thức tỉnh cơ, lúc đấy mới gọi là review được. Con này có lẽ sẽ... À, đợi mình kick power đây. Bay tạm lên vậy. Thanh niên này là... Vừa nãy là... Không cam tâm để mình giết nên là... Đợi mình kick power này. 60. Tạm thời thế. Nhưng mà trận này mà cứ bắn với cái tiến độ chậm như này thì chắc là sẽ rất là từng tàng hình à.
đối phó riêng với thằng Hình. Đứng ở đây nhá. Mình biết là đứng ở đâu đấy, mình biết là bạn đứng ở đâu đấy, bạn không phải trốn đâu. Biết ngay mà, trốn làm sao được. Rồi, cũng đứng ra map luôn. Này mình sẽ full power cho bạn ấy rụng xuống vậy. Thần báo rồi. Play sẽ là một tên băng này. À, dẫn dắt rồi. Tiến độ của cái trận đấu này nó rất là chậm. Bạo kích. Đúng không? Rất là tiếc. Rất là tiếc cái turn đấy các bạn ạ. Này có chúng không? Hay là vẫn mi tiếp? Chúng để dụng cái đi. Dụng biết ngay mà. Thiên sứ. Tạm thời cái thiên sứ lại đã. Xem anh này đứng ở dưới này bắn kiểu gì đây. Level 48 mà sao bắn nó ấy thế nhở? Mình có level 45 thôi mà. Level 48 có nhất thiết là phải bắn chày cối như này không? Nhìn như này có vẻ là bạn này có lâu mới bắn trúng được đấy. Mình sẽ bắn một cách nhẹ nhàng thôi. Bắn cách nhẹ nhàng thôi. 79 thì có lẽ là... Rồi, rất là chính xác. Bỏ ra sau đi, tiến đây lại phải bắn mạnh hơn một chút rồi. Rồi. May mà cái skin này không phải là skin của con pet gà. Rồi, phá map rồi. Rất là tuyệt vời. Mình là mình sợ nhất cái skin của con pet gà nó có dẫn dắt nên là... Đôi khi đối thủ chỉ cần bắn bừa thôi là cũng... Đôi khi đối thủ chỉ bắn bừa thôi. Ôi chết rồi. Thanh niên cười to đấy. Rất là buồn khi mình rơi đây. Không thể đỡ được, sao lại có thể rơi. Đấy một góc đẹp thì có phải là ngon không? Có lẽ sẽ là bay sang vào full power rồi. Bốn power. Đúng như mình đoán. Chết không? Rồi, không chết. Tuyệt vời. Rồi, đừng cười vội bạn ạ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra thôi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra thôi nên là tốt nhất là đừng cười vội. Liên kích nhá. Sướng nhá. Vẫn cười sướng ấy nhỉ. Bạo kích nhá. Tuyệt vời chưa? Ôi dồi. Né mắt cái. Không kịp. Rồi, một trận đấu rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng với một bạn 48. Đừng cười vội các bạn ạ. Bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra thôi. Đấy, những trận như thế là mình rất là thích. Bắn nó lâu. Có lẽ là mình sẽ bị săn đấy. Nhưng mà mình chỉ có bắn có 2 trận nữa thôi. Có thể trận cuối dễ gặp bạn ấy. Bị thua mấy trận liền chắc là không cam lòng. Thực sự. Bạn ấy Bazooka. Ôi lắc rồi các bạn. Thôi có lẽ mình sẽ dừng clip ở đây thôi. Thì các bạn có
ra thì mình cũng không muốn vào nữa. Đi thêm 2 trận thì cũng không làm gì. Ok, thì các bạn thấy pet rắn như thế nào hãy comment xuống phía dưới để cho mọi người cùng biết. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu thấy hay bấm like, bấm đăng ký để ủng hộ cho mình, giúp mình có thêm động lực kiếm thêm những cái ác tuyệt vời hơn nữa để cho các bạn xem và chiêm ngưỡng. Ok, đừng quên like và đăng ký nhá, nhớ đấy. Rồi ok, rất cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chào các bạn.